bộ chào lâm chào anh em. Tôi cũng mạnh chào anh em. Tôi luôn chào chào anh em. Tôi tiền chào chào anh em. Ok, như mình đã hứa thì mình sẽ cho bọn này gọi là đi ăn nhà hàng các bạn ạ. Hôm nay nó cầm cả nút bạc đi cùng để tức là ăn ở đây luôn. Hôm nay là anh em mình đang rất là vui, vừa nhận được nút bạc này, rồi vừa được đạt được 200.000 người đăng ký, hơn 200.000 người đăng ký rồi các bạn ạ. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình. Ok. Và bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đánh chén ăn lẩu các bạn ạ. Ôi chết mất, quên còn giới thiệu các thành phần khách mời đây các bạn ạ. Đó, từ đây sang các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, mình giới thiệu với các bạn tất cả những em này chưa có người yêu nhá. Đó, ok. Các bạn mà thấy clip của mình hay thì hãy nhấn vào like thật nhiều để ủng hộ mình nhá. Rồi giờ sẽ bắt đầu cho đồ vào để đánh chén các bạn ạ. Đây cho trước vài con tôm đi rồi, không để suối lâu quá. Lẩu đây, đồ đây. Cái gì đây? Cái gì đây? Ấy cả. Đó rất là nhiều đồ luôn. Đó. Nào ba thằng này cảm thấy vui không? Có. Hả? Thì mấy giờ chưa đi ăn nhà hàng rồi. Chưa biết rồi. Chưa đi ăn nhà hàng bao giờ? Chưa. Hả? Chưa rút bạc đây, rút bạc đây. Bây giờ anh mình sẽ gọi là để rút bạc ở một bên để anh mình chuẩn bị đánh chén các bạn ạ. Cho vào hết rồi đây. Thằng cho cho cái đồ vào đi. Ôm người đúng rồi, ôm người đây, vừa ôm vừa ăn, ok. Đấy, các bạn thấy chưa, vừa ôm lúc bạc vừa ăn nhá. Đẹp long lanh luôn. Không có cái món quà nào gọi là giá trị như cái lúc bạc này các bạn ạ. Thực sự là nó là một cái món quà tinh thần mà tất cả các bạn đã ủng hộ của kênh của mình suốt thời gian vừa qua. Ba thằng này đã thấy đói chưa? Đói rồi. Ăn đi. Yêu hết người. Nhưng mà nó còn chưa xối. Nó đã xối đâu. Sao hó ăn đi. Ba thằng này là chuyên gia hó ăn các bạn ạ. Bây giờ chưa bây rót thôi, bên đang đói thì rót tạm nước ngọt ra đi. Rót tạm nước ngọt ra uống chống đói đi. Hay uống Coca này. Uống Coca. Coca. Úi giời, bà kia đã ăn rồi. Kháu ăn đi. Đó, ba thằng này nó còn đang rất là đói, đang chờ mà chưa được ăn đây này. Thôi cứ đánh chén ra thôi, xem có gì sống cũng ăn tạm. Bởi vì ăn tôm sống được mà. Tôm sống anh em đã từng ăn qua rồi đúng không? Ăn tôm sống rồi. Hả? Ăn tôm sống rồi. Mời các bạn nha. Đói lắm rồi. Thử ăn xem ngon không ạ? Lẩu này thử ăn xem ngon không? Xem tôm có khi ăn được rồi đấy, bỏ ra thử ăn. Hả? Cái tôm này ăn tái chanh còn được. Đúng rồi, tôm ăn tái chanh còn được, tại sao ăn cái này không được? Đâu, ôi, ba thằng không được. Lưng ly, tất cả lưng ly để chúc mừng nào. Nào, bây giờ tất cả sẽ lưng ly. Cho ít nước ngọt vào đây, ôi không cho mình nước ngọt này các bạn này. Mấy táo này. Ok, nào bây giờ anh em mình sẽ tất cả mọi người sẽ lưng ly để chúc mừng lút bạc và 200.000 người đăng ký nhá. Ok, đó các bạn ơi. Rất là vui. Vui không? Hả? Ngon vãi. Chín chưa nào, chín chưa là mình sẽ đặt máy quay sang một bên và bắt đầu thưởng thức các bạn nhá. Ok. À, bây giờ anh mình sẽ bắt đầu đánh chén các bạn nha. Đó, đánh chén đi. Ôi, thằng này bắt đầu ôm bạc các bạn ạ. Không tính ăn à? Có. Đó, cứ ôm một quý mấy các bạn ạ. Là để các bạn ra một đi lên phía này. Để các bạn kêu một bữa là chết đấy. Món quà rất là giá trị tinh thần các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ thưởng thức bạn nha. Thưởng thức bạn cùng này nha. Đây các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn nhá. Đây là nước ngọt đây, để uống thì uống sao ra style Thái Lan. Hạ xuống anh mời, Đây thì nữa, để đây hạ xuống. Kìa. Có sức để cầm máy quay rồi các bạn ạ, bởi vì ngày hôm nay đi quay là rất là mệt rồi, đi quay là rất là mệt.
Bây giờ mình không còn sức để cầm máy quay nữa. Bây giờ các bạn hãy đợi mình ăn hết con tôm này để gọi là có lạc luôn. Cầm máy quay quay cho bạn xem nhá. Ba thằng này thưởng thức được một lúc rồi các bạn ạ. Bây giờ xem là đồ đây ngon không? Ăn cái gì đây? Ngon, ăn thiệt đại. Thiệt đại ăn thế à? Thiệt đại giờ ăn toàn thế. Hả? Hàng kia, ô, thằng kia độc ăn không nói gì à? Nói. Ăn luôn hoa cả đâu. Đâu, bốn em gái xinh đẹp đâu rồi? Ăn đồ ngon không? Ăn như vậy. Hả? Ngon. Chào hơi, vẫy tay hơi nhiều đấy. Xem có ở đây xem còn cái món gì đúng không nhỉ? Lấy gọi cái gì rồi? Bạch tuộc thế nào đây? Bạch tuộc không có. Đưa menu đi anh xem nào. Vâng vâng. Ngoài sáng có mỗi mực thôi à? Khoai tây chiên có rồi đúng không? Gà. Mực trứng. Xong gọi đĩa mực trứng. Làm đĩa mực trứng nhá. Làm mực hoa. Mực hoa mực trứng. Mực trứng. Cái gì chán? Lấy mắc nhiều đồ các bạn ạ. Này lấy nó quên nó không gọi đấy. Sao? Mình đang đứng quay để cho bọn này nó ngồi. Ui, đang thèm quá rồi các bạn ạ. Mình sẽ quay khoảng độ vài phút nữa xong để bắt đầu xuống để thưởng thức. Gọi là mình sẽ đợi cái này chín hẳn đi. Mình thì quen cái kiểu là ăn chín uống sôi rồi các bạn ạ. Nếu mà ăn mà ăn không chín uống không sôi là mai mình bị Tào Tháo rượt ngay các bạn ạ. Tào Tháo đuổi luôn. Đây là mình chắc chắn nên mình sẽ để cho khi nào mà cái nồi này nhiệt độ lên 1000 độ chẳng hạn để cho nó chín hết mọi đồ bên trong đi thì mình mới bắt đầu ăn. Ok. Cho to lên. Cho lên nhanh xuống. Cậu như linh luôn. Ba anh em phải quen rồi, ăn đồ sống chả bao sợ. Không sợ. Thế sắp tới sẽ làm một cái clip đó chính là thử thách ăn tôm sống ngâm mù tạt. Ăn luôn không sợ đâu. Có thằng nào sợ không? Hả? Không sợ à? Không đi. Nếu bọn mày dám nhận thử thách thì vài hôm nữa sẽ làm thử thách đó. Ok. Ok, chơi luôn. Các bạn ạ. Các bạn biết cái loại tôm sống, đã ăn tôm sống rồi mà ngâm vào mù tạt trong vòng khoảng độ nửa tiếng không biết là ăn sẽ như thế nào. Các bạn hãy nghĩ đến cảnh mà khi clip đó được tung ra đó. Vậy là bọn này đã chấp nhận thử thách thì khi có thời gian mình sẽ làm cái thử thách đó để thử thách ba thằng trẻ nghe này nha các bạn nha. Thằng kia uống nhiều nước đấy, uống hai nước lộn tí mà có đau bụng không? Hả? Dạ dày trâu à? Cô em này lần đầu được lên hình ngại ngùng à? Hả? Có phải không? Bốn em gái xinh đẹp các bạn ạ, chưa có người yêu nhá. Anh em nào có muốn tán em nào thì hãy bình luận dưới cái clip này các bạn nhá. Em đang sợ ế đây này. thấy nói câu ấy thấy thế nào? Rất khói. Ok, bây giờ mình sẽ vào ăn các bạn ạ. Và sẽ không quay nữa. Khi nào mình ăn xong thì mình sẽ hỏi cảm giác của cảm nghĩ của ba thằng này khi mà đánh chén xong các bạn nhá. Ok, bây giờ cho anh vào ăn nhá. Anh xin phép anh vào ăn nhá. Ok. Hay là em ra quay để anh vào ăn. Đấy. Bọn này rất là khôn các bạn ạ. Nó chỉ muốn ăn thôi, không muốn quay. Đấy, vậy là mình sẽ phải tắt luôn clip đi và một lát nữa sẽ hỏi cảm nghĩ của ba thằng này. Bây giờ mình sẽ vào ăn nha. Ok. A few moments later. Anh em mình đã đánh chén hết xong gọi là cái mâm này rồi các bạn ạ. Gọi là cái lễ ăn mừng nhận nút bạc này rồi 200k sắp này rất là nhiều. Mấy chị em xinh gái đã về hết. Về trước hết rồi. Đây chỉ còn ba anh em này ở lại. Bốn anh em chứ. Kia đó. Nào bây giờ hiện tại thì thằng này đang ôm nút bạc này. Ôm nút bạc nhá. Bây giờ sẽ cho gọi là cái cảm nghĩ mà hôm nay ăn cái bữa hôm nay thấy cảm thấy như nào? Ngon. Hả? Ngon. Ngon thôi à? Ăn xong lo thì căng hết bụng rồi. Hả? Ăn lo xong căng hết bụng rồi này. Căng hết bụng rồi chứ? Thằng kia? Thì giờ đang ngon lắm rồi.
Nó còn ôm nút bạc như kiểu đi ngủ các bạn ạ. Đồ trẻ. Hả? Ăn quá lỡ. Ăn quá nhiều, uống quá nhiều rồi các bạn ạ. Nút bạc. Đây là thành viên mới vừa mới ra các bạn ạ. Vừa mới ra. Đây anh em mình đã đánh xe ăn xong rồi. Liên hoan một bữa gọi là vui vẻ rồi, ok. Mình bây giờ hiện tại anh em mình sẽ di chuyển về chỗ mình nhá, về nhà đấy. Thì hiện tại đang khuya rồi đấy, hơn 9 giờ rồi đúng không? Đó. Anh em mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình để xem anh em mình ăn uống rồi chém gió rồi ăn mừng các thứ, ok. Giờ thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.